Trong bối cảnh thì bầu không khí tại các thành phố lớn đang ngày càng ô nhiễm, thì một trong những giải pháp đang được nhiều gia đình lựa chọn đó là chọn mua các căn hộ ở các chung cư cao tầng, với hy vọng là cách làm này thì sẽ giúp họ tránh được bầu không khí ô nhiễm và có thể hít thở được những không khí trong lành. Nhưng mà thực tế thì có được như vậy hay không? Quý vị và các bạn hãy cùng với phóng viên Chào Buổi Tối đi tìm câu trả lời. Đây là công việc hàng ngày của chị Thu Trà sẽ thực hiện sau khi đi làm về. Dù sống tại tầng 18 của chung cư, nhưng cứ đến cuối ngày, nhà cửa, bàn ghế, ấm chén của chị Trà lại phủ đầy bụi. Rất là bụi bởi vì tôi cũng không biết là trong bầu không khí có bụi như thế nào, nhưng mà cứ không lau chùi một thời gian là tủ hay là bàn ghế sẽ bám bụi rất nhiều. Nhiều người lầm tưởng sống trên cao sẽ đỡ bụi, đỡ ô nhiễm hơn nhà mặt đường. Nhưng các chuyên gia cho biết, chỉ các loại bụi có kích thước lớn thì tất cả các chất ô nhiễm đều có thể khuếch tán lên các khu vực trên cao. Thậm chí đôi khi, càng ở trên cao càng ô nhiễm. Các cái bụi hydrocarbon từ các cái ống thải, từ các cái phương tiện vận chuyển, thế rồi là mùi H2S, rồi là ammoniac từ các cái hoạt động bình thường của con người. Cho nên là nó là cái nguồn phát tán ra các chất ô nhiễm thì đương nhiên là nồng độ của các cái chất nó sẽ cao hơn. Thế nhưng mà do sự vận chuyển không khí, rồi do gió, thì do rất nhiều cái yếu tố khác mà những cái chất ô nhiễm này nó dù mặc dù nằm ở đất nó vẫn được bốc lên trên cao hoặc nó di chuyển ra xa. Theo số liệu quan trắc, thời điểm ô nhiễm nhất trong ngày trùng với giờ cao điểm về giao thông. Buổi sáng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng và buổi chiều từ 16 giờ tới 19 giờ tối. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, từng vị trí khác nhau mà mỗi khu chung cư sẽ có mức độ ô nhiễm khác nhau. Khi mà các cái chất ô nhiễm nó phát tán ra từ các cái nguồn ô nhiễm thì có một số nguồn ô nhiễm nó ở gần mặt đất, nhưng cũng có những cái nguồn ô nhiễm nó ở trên cao. Ví dụ từ ống khói của các khu công nghiệp, các nhà máy, nếu như mà các khu dân cư mà gần các cái khu công nghiệp thì hoàn toàn là các cái chất ô nhiễm ở trên cao, nó cũng thể là nó duy trì ở cái nồng độ cao. Chứ không nhất thiết là ở trên cao thì nó cứ phải là thấp hơn mặt đất. Dù hàm lượng, nồng độ các chất ô nhiễm có nhỏ hơn khi ở dưới mặt đất, song không ai có thể khẳng định sống tại các chung cư cao tầng sẽ giúp người dân tránh được ô nhiễm không khí.